Em đúng là bạn của Duy. Y chang luôn. Hoa sen xấu quá. Cái hoa sen thằng ấy đeo đâu có đẹp đâu. Nhìn thô như gì. Cái gì? Cái gì vậy bà? Em có ai muốn chị ăn cống hiến không kìa, được đi đến một miễn phí kìa mọi người. Ôi à, nhường cho người khác chứ. Nhường cho người may mắn hơn. Ông nằm yên. Yeah. Đùa về à? Tít rồi xuống. Đập thần chú đi chị, đập thần chú đi. Là ba cách. Chúc em mãi mụn.
mua gói spa luôn á. Spa đúng có cái lợi mà. Nhẹ nhắm luôn rồi này. Nó không vậy à? Bạn Duy mà. Ủa hẹn 10 giờ mà ta. Tính ra thấy hẹn 10 giờ luôn. Bạn mà chuyên gia chờ ấy. Có tuần trước không đợi nha. Tuần trước thì dương bên này. Chán mà phải thêm miếng gà nữa đó. Mà trả tiền thêm miếng gạt nha. Cái gì cũng gạt hết trơn á. Mà kêu mua gói thì cũng mua. Mình đầu con đem mua con. Rồi cái là mua gói nhà gạt mặt cái cành. Không gạt phải không gạt. Người ta dễ dãi nhưng người ta không dễ dụ nha. Nhìn anh rất là mạnh mẽ mà nhiều đứa quá anh ơi. Cô lên. Sắp xong rồi. Được một nữa rồi. Ủa bên kia còn ai vậy? Hai bạn. Gia Trì với lại Hoàng Long. Nhiều mũi hết. Cái chuyện gì thế này? Cái gì? Bà làm xong giống như kiểu mà đứng giờ không là cũng thích cái đèn luôn á. Không được cái đèn mà cái đèn nó đập đầu em.
Thôi mình là phải đi nhìn một chút. Không, mình là giả giả thần kinh cho một chút. Em ngất xỉu trước đi em. Rồi tí nữa chị gọi dậy, ngất xỉu đi. Thấy em quằn quại. Phải xài thuốc mê đó chị ơi. Giờ chị lấy cái gậy đập cho em một gậy nha. Hai chị ăn vả cho em, phát cho em xỉu rồi mình lấy cái mụn tiếp nha. Chị đau chưa? Luôn á. Tính ra lấy nhẹ nhàng lắm luôn á. Đúng chứ. Em sợ đau lắm. Đau mà cũng sợ, đau có gì đâu sợ trời. Đói lắm vừa hỏi ai. Ủa chứ giờ hôm nay bảo khách đau lắm anh sợ đi em, sợ đi em mà. Đúng không? Ủa tên gì vậy ta, quên tên. Em tên Lung. Lung. Yeah. Từ từ thơm thở cái gì? Ủa nãy giờ không thở hả? Đến thở nó đỡ đau hơn. Ông kia nha, qua ông kia nha. Người ta đã đau rồi còn đứng hát nữa. Trời ơi, hát mới đỡ đau đúng không? Người ta hát hay còn đỡ hát thì. Vừa chịu áp lực đau, vừa chịu áp lực cái lỗ tai. Tính ra bữa nay còn mỗi một ẩn không luôn á. Bữa nay không rủ gì đi à? Dạ, anh Duyên bận thôi. Qua bật máy xong hơi bên kia đi. Nó to như con người của em vậy đó. Không, em nhỏ bé lắm hả chị? Em nhỏ bé hả? Dạ. Em cái bạn nào đi khùng hay sao hả? Như... Hả? Ai? Cái bà mua hỏi kem á. Thì chả hỏi đi. Em sao vậy? Em đâu có đọc đâu. Bán xong rồi hỏi tầm lâm tờ lơ cho coi. Giờ nhắn lại không nha. Cho bạn vô giường giữa đi hả Thu. Ok, bán cho một tip rồi xong chị nhắn lại không nha. Nhỏ quá hả? Như già rồi mà. Hả? Ừ, đợi chút nha Thắng ơi. Dạ. Bữa sau đổi thành sơ ba đợi. Tính ra hôm qua có buổi chiều rảnh được tí chứ mày. Rồi. Thả
làm ra, hít thật sâu, gồng lên. Được rồi, xong rồi. Ủa, nhà có gì chị thăm không? Có trôi xài cái bên năm. Ủa, bên năm sao chị thăm được? Bên năm là dành ẩm mà. Mua ra chia xe về chị thăm đi. Cho nó hết thăm chứ, bao giờ nó mới hết thăm được. Rồi, thả ra. 1, 2, 3. Giờ mà lấy mụn mà, phải đếm là biết rồi đấy. Con này lấy chưa ta? Mình thật là đỉnh. Rồi. Này. Ừ. Quay 5 giây những cái vị trí mà không có cái mặt cắt. Hả? Ví dụ như quay hoàn cảnh này, quay 5 giây. Rồi, say goodbye to everyone. Tạm biệt mọi người.